Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay anh lượm cưa cây gòn gai này nha các bạn. Nó gần dây điện quá cho nên chủ nhà kêu cưa hạ luôn nha. Anh lượm đang leo lên các bạn. Quá gai chụp. Leo từ từ các bạn ơi. Này phải có bao tay. Ở chăng luôn ơi. Cái cục này nó để gạt vô gai nó cái sức gà này các bạn chụp vô mới được. Em đang vuốt lên cầm vô cái thân cây leo lên cho dễ. Con khúc dưới này gai nhiều các bạn, lên trên hết rồi. Mình di chuyển lên nữa nè các bạn ơi. Cây này hơi khó leo nha. Để mình quay lên nha các bạn. Mấy anh thời điện thì đang làm một cái cầu rút nhìn qua dây điện. Rồi mình lượm leo tới đó. Lượm leo lên tới đó tới cái chặng hai rồi các bạn. Cưa cây gòn này ở Phú Hòa nha các bạn. Rồi để mình vô phía trong các bạn. Rồi mình lượm thắt dây an toàn đứng đó quẹt cho ba cái gai rớt xuống. Mình gùm gần lên nha. Mình quơ cái nhỏ nè. Rồi, làm ở trên đó di chuyển lên nữa nha. Di chuyển lên để cắt mấy cái nhánh trên nha các bạn. Cây này gài khá là nhiều cho nên leo hơi chậm tí. Làm vừa cắt mấy nhánh nhỏ cho nó rớt từ từ xuống nha. Một nhánh nữa các bạn. Rất là nhiều nhánh nha. Cái máy cưa mini anh lượm đang cầm là máy cưa Echo nha các bạn. Rồi máng máy cưa vô dây đây an toàn di chuyển xích lên trên nè các bạn. Đó là cao luôn các bạn ơi. Rồi mình lượm thắt dây an toàn để cưa mấy cái nhánh đó đó nghe các bạn. Cưa cây gòn này mình cũng xin nhắc lại là ở Phú Hòa nha các bạn. Mà thấy anh lượm cưa cây hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó gì đó gần nhà gần dây điện có cưa hạ thì hãy liên hệ với anh lượm nè. Số điện thoại anh lượm để dưới đường link mô tả video qua các cô chú anh chị. Gạt cái đó là gạt cho ba cái gai gòn nó rớt xuống.
quá bén luôn các bạn ơi. Cúc liền chú luôn. Vậy nó nghiêng qua dây điện nha các bạn. Cái nhánh nó đó, để mình quay xuống nè. Lên trên nữa rồi cũng qua bên cái nhánh bên kia luôn hay gì đây. Rớt lên các bạn ơi. Rồi làm chuẩn bị cắt một nhánh to nè. Rồi máng máy cưa di chuyển xích lên trên nè. Rồi đây là máng máy dối cưa nhánh to nè. Rồi anh di chuyển qua bên kia đứng rồi các bạn ơi, thằng dễ cưa hạ luôn. Bờ bên kia gấp một nhánh nữa nè. Căng xúc rồi sát vô để mấy cái nhánh trên nữa nó gấp xuống nó không bị dướng. Một nhánh nữa đây các bạn. Mình dùng hết tới rồi. Có một nhánh to hơn. Rồi dướng đây. To nữa đó các bạn ơi. Gớp. Anh làm cái nó cua quá mẹ. Để mình thu nhỏ lên nha các bạn.
mấy máy cưa dù gì ra an toàn di chuyển xích lên trên nữa nha. Rồi làm trên đó cưa đó các bạn. Một nhánh nữa đó. Cây gòn này mình cũng xin nhắc lại là ở Phú Hòa nha các bạn, Phú Hòa Long Xuyên. Cây này mình đổ chiều cao nó có khoảng 30 mét nha các bạn. Đứt một khúc nữa đó. Cái đọt cây bên đây luôn nha các bạn. Anh chưa mở miệng xong rồi. Ngã. Ngã luôn các bạn ơi. Vừa rất là nhanh lẹ nha các bạn. Bên đó là nó nghiêng về bên trụ điện nữa các bạn. Lượm tháo dây đài di chuyển lên nữa. Cắt nhỏ nhỏ cho nó rớt xuống. Để mình gùm lên tí nữa nha.
cưa luôn cái đọt ở phía bên này. Đây nha. Xuống nha các bạn, mà thấy anh làm cưa cây he thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó vậy đó, gần nhà gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ anh Lợm nha. Số điện thoại anh Lợm em để dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị, để em thu nhỏ lại nha. Cái cây này nó cao khủng lắm. Kéo cái nhánh cây này xuống nha. Đó, kéo cái nhánh cây lên nè. Kéo lên nè các bạn ơi. Qua rồi. Rồi, giờ thả xuống luôn. Được coi không? Được buông á. Xuống từ từ đi, xuống. Xuống từ từ đi, xuống đi. Xuống mang cái này nè. Rồi. Nhấp nhấp nó lại rớt à. Rồi. Vô luôn rồi, dính luôn rồi. Đây còn cây tới đó không ạ? Đấy. Anh làm ở trên đó cắt một lục xuống đó. Trên di chuyển xuống nha. Đúng như cây được đó. Đó là nó trên đó cắt một khúc nữa đó các bạn. Máy cưa quá bén rồi. Ngã luôn nè các bạn. Cái máy cưa đó mình cũng xin nhắc lại là máy cưa Echo Mini nha các bạn. Cuộc dây ở trên đó đẩy xuống hạ gốc nha các bạn, cộng dây đó gịch cho nó ngã đúng hướng nha.
đang di chuyển xuống. Video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.